bạn ơi, hãy like và share video này nhiều nha. Nếu không thì team Media sẽ bị bóc giảm á. Chào mừng các bạn đến với chương trình Diêu Nguyễn Vlog. Lâu lắm rồi Di không xuất hiện trong chương trình này vì lý do công ty BBT nghỉ Tết và nhân viên nó chán quá chả muốn làm nên dịch quá mà đang mùa đại dịch này nọ lại chấp đi rồi nọ là nó áp lực ABC thì cái ngày đại dịch này theo quan điểm cá nhân của Di Nguyễn thì ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng rất là sâu rộng, ảnh hưởng tới đại bộ phận đa số streamer chúng ta và trong đó có nghiên cứu Di Nguyễn chúng ta. Thì ngày hôm nay Di Nguyễn làm một video chia sẻ với các bạn là trong cái đại dịch kỳ đại dịch này á thì những buổi tập của Di Nguyễn nó ảnh hưởng như thế nào và cái sự tập luyện trong phong trào streamer nó ra làm sao đại loại làm vậy thôi. Thì bạn nghĩ coi Di Nguyễn đứng đây sở hữu tứ trụ Sài Gòn, tứ trụ BBT 4G ở bốn hướng trong tỉnh Bắc, thành phố Hồ Chí Minh này thì bây giờ phải đóng cửa trong cái buổi dịch cách ly thành phố Hồ Chí Minh này từ hồi trước Tết tới bây giờ mà chưa biết khi nào mở cửa trở lại thì bạn nghĩ coi thiệt hại kinh tế là bao nhiêu? Mà với một cái con người mà chịu một cái thiệt hại kinh tế kinh khủng khiếp như vậy á thì bạn nghĩ coi tập gym nó còn có tâm trạng không? Nope. Vẫn còn tâm trạng các bạn, vẫn còn tâm trạng tập luyện và vẫn là đều đều ngày nào cũng tập hết. Nhưng mà thú thật với các bạn là những cái buổi tập của Di Nguyễn á, chất lượng đi xuống rất là nhiều các bạn. Chất lượng đi xuống nó bởi nhiều nguyên nhân. Giống như nãy Di Nguyễn nói bạn, tâm trạng nó buồn, tâm trạng nó chán nản thì khi tập luyện nó sẽ không còn động lực. Mặc dù vẫn uống rì hoặc cao, vẫn uống intra hoặc cao và boss hoặc cao đầy đủ, sức BBT là không thiếu. Thế nhưng nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Mà thấy không, mà tại sao bạn nghe cái tiếng nó lớn như vậy? Bạn nghe cái tiếng lớn như vậy là tại vì BBT đang mở cửa. Mở cửa để làm chi? Mở cửa để kinh doanh shop. Yes. Chứ không bạn tưởng đóng cửa là chết luôn. Mà khi mà mở cửa kinh doanh shop như vậy á mà không được kinh doanh gym nha các bạn. Gym là không được kinh doanh. Bởi vì tất cả những chi nhánh của BBT đều mở cửa để đón chờ các bạn từ những cái nơi khác hoặc là anh chị em gymmer trong thành phố Hồ Chí Minh tập gym ở nhà đến BBT mua shop để duy trì được cái cường độ tập luyện, duy trì được cái khát khao ngọn lửa streamer nó cháy bỏng trong từng con người chúng ta. Ngoài ra mở cửa về lý do đơn giản không có tiền mở máy lạnh. Không có tiền mở máy lạnh các bạn, nhưng mà bữa nay hàng media, thằng ở ngoài dịch dùng dịch một vô, thằng ngoài dịch dùng dịch hai vô mới nó cách ly vô, tôi chưa biết nữa đó. Nó vô đây nó quay mà nó mở máy lạnh đây, nó đang mở máy lạnh đây các bạn, mà nó đang mở lạnh mà nó mở cửa sổ. Rồi bạn nghe tiếng xe nó chạy rô. Mày ngại ngùng gì nữa, quay ra cửa sổ kìa. Đó, thấy chưa, nó sang chảnh chưa các bạn? Nó có nhân viên mà nó vậy đó bạn. Nó không vậy nó nghĩ cho lợi ích của công ty hết. Không vậy nó nghĩ cho lợi ích của giám đốc hết. Mà lúc nào nó cũng nghĩ cho cái lợi ích cá nhân ích kỷ của tụi nó. Nó sướng nó được rồi, nó mát nó được rồi. Đâu nghĩ là tao từ điện thấy bà đâu. Trong khi thằng chủ nó, thằng giám đốc nó đóng cửa hết. Tập luyện không dám mở đèn, không dám mở máy lạnh luôn. Hôm nay gì tập á? Không dám mở đèn nè, không dám mở máy lạnh, tập lầm lũi nó ngọt thấy bà luôn, phải chịu. Đó, mình phải chịu, phải thắt lưng buộc bụng. Mình phải là sống lại tinh thần của Việt Nam những năm kháng chiến để mình tồn tại, mình vượt qua được dịch Covid này. Đó, xong rồi nhân viên lên làm bữa đốt sách hết. Công sức hôm nay mình tập từ trước Tết tới giờ là 2 tuần mấy, 3 tuần. Tập trong điều kiện kham khổ này nọ kia. Nó không có máy lạnh, không có đèn, không có quạt thông gió gì chân trời hết ngợp. Chịu. Tụi nó lên mới con ngày mở đèn full phòng. Chơi máy lạnh phà phà trong khi mấy cửa mở hết. Điên máu luôn chứ. Đó là một cái. Còn cái thứ hai nữa, tập nó chán mà tập có mình mà. Tập có mình, không có con support, không có con đỡ tạ, không có con khiên tạ, không có thằng chọc cười, không có con nào ghẹo hết á. Tập nó buồn, mà khi nó buồn thì nó làm cái gì? Lướt điện thoại, cầm điện thoại lướt trên mấy kênh YouTube. Hôm nay mình đam có con nào chửi mình không? Nó chửi mình ra làm sao ta? Ngồi đó, nói chung á. Nó tóm lại á là chất lượng buổi tập á nó giảm kinh khủng luôn bạn. Tới bữa quên ăn mà nửa đêm vỗ gối mà ruột đau như cắt mà nước mắt đầm đìa luôn. Biết rằng mỗi lần mình nhìn lại những video của mình ngày xưa mình rất có động lực. Nhưng mà mình bước vô căn phòng tập gym nó vắng lặng, nó buồn tẻ, nó không có nhạc, nó không có âm thanh, nó không có ánh sáng, nó không có hình ảnh. Nó tạo cho mình một cái tâm trạng nó nặng nề với cái áp lực kinh tế ở ngoài nữa. Nó tập nó chán lắm. Bây giờ ví dụ như tập bình thường á là 100 điểm, giờ tập còn được 30 điểm là nó thật sự với bạn luôn. Nhưng mà vẫn phải duy trì ngày nào cũng tập để nó tạo cho mình cái thói quen, chứ không bỏ nó cũng không được. Nó gọi là nó rơi vô cái tình cảnh mà bỏ thì thương mà vương thì tội. Nên đứng đầu trong cái doanh nghiệp mà đang trong cái dịch bão Covid này thì là cũng không biết nói với bạn sao, nhưng mà nó trong một cái tình cảnh là giống như là 100 năm có 1 vậy nè. Giờ cũng biết chừng nào mở cửa nữa, cứ sống lay lắt qua ngày vậy đó. Sống lay lắt qua ngày nó khổ lắm, bao nhiêu chi phí, bao nhiêu này nọ kia các thứ.
nhưng mà mình phải đình trệ để mình không kinh doanh được, thì đó là tạo một cái buồn, cái áp lực, nên ảnh hưởng tới tâm trạng tập luyện của mình, ảnh hưởng tới tâm trạng tập luyện mình. Mà Duy nghĩ á nha, là mình ở trên góc độ là mình còn có phòng gym để mình tập, đúng không các bạn? Nhưng mà ngược lại những gymmer khác, những anh em gymmer khác giờ ở nhà chịu luôn, nó ảnh hưởng cực kỳ, không tập được, ra công viên chạy bộ chạy 2-3 ngày chán. Đó, có những người ta năn nỉ gì Nguyễn, nó thôi mẹ tao khách quen mà mày mở cửa cho tao tập đi, tao năn nỉ tao chịu hết nổi, tao vả quá rồi. Nhưng mà không được ông nội, giờ tôi cái chỗ tôi nó nổi tiếng đó, giờ không biết mà không nổi tiếng dữ nữa. Mà bây giờ tôi chỉ cần mở cửa rước ông vô ông phát một khứa là đi ngang chụp hình nó a, Duy Nguyễn mở ra cho khách tập hả mày? Vi phạm điều lệnh cách ly này nọ, cái ăn cho đủ. Nó thôi mấy ông cũng khá đáng chịu tôi một cái. Nó trong cái hoàn cảnh này nó chung nó tét mét rồi, nó bể tờ lưa hết rồi. Mọi người nó phải thông cảm nhau thôi. Đó, mình nói khách như vậy mẹ nhân viên mình không thông cảm cho mình mà. Giờ thằng nhân viên khác, không phải thằng nhân viên hồi nãy, nhân viên mà đủ chính. Giao cho nó nguyên cái tòa nhà sừng sững của bản á, mọi người biết chơi không? Có hai thằng tập thôi. Hai thằng nhân viên tôi luôn. Nó vô nó tập nó mở cửa ra. Nó mở máy lạnh hết tất cả các phòng, nó mở quạt hết tất cả các phòng, nó nói rồi xong rồi máy lạnh trong toilet nó cũng mở nữa. Trời đất ơi, tụi nhà tao bật cái hệ thống điện thông minh luôn, thấy nó mở tôi nóng máu đi, nó alo bệnh đó. Ủa em tưởng đâu mình tập luyện mình phải vậy nó mới có hiệu quả. Cái nó mày biết hiệu quả cho mày không à? Mày biết công ty tháng này trả nhiêu tiền điện không? Bây giờ ngay cả thằng chủ mày nè, nó còn tập mẹ nó còn không dám mở máy lạnh, không dám mở đèn nữa. Đó. Không phải là mình làm video mình la nó bạn, nhưng mà thật sự cuộc đời nó vậy đó, nhân viên nó chơi vậy với mình đó bạn. Đúng không? Trong khi quýnh bài này nọ mình nhường nó muốn chết luôn. Đó, mình thấy nó thua nhiều quá mình không chặt heo nó, mình chặt heo kia. Nhìn thấy cũng ngại ngại. Nhưng mà đôi khi những cái chuyện mà làm việc ăn tụi nó tận hưởng quá. Tức là trong cái cuộc sống này tụi nó nói tụi nó nghèo, tụi nó không có tiền, tụi nó mới làm mướn cho anh Duy. Ông má mày nghèo mày làm mướn mà mày chê cha người ta không à. Mày thấy không? Biết bao nhiêu phòng người ta không có điều kiện tập, người ta còn không được tập mà mình được tập. Mà được tập trên máy Mỹ Đế 2M, mình được tập trong TH Lodge Gym Center. Mình được giao nguyên cái trụ chà bá đó, tối mà đóng cửa là quýnh bài ai biết, đúng không? Nhưng mà nó còn mở hết đèn, mở hết quạt, mở hết máy lạnh, mở. Trời, nó đau tim quá bạn. Nó đau tim quá. Đó, thì thật sự á, Duy cũng không muốn làm video làm gì, tốn công thời gian dàn dựng này nó mệt lắm. Nhưng mà không làm, các bạn nói, hôm nay Duy hoạt động của Duy Nguyễn là làm sao. Nên Duy Nguyễn cũng muốn đưa tiếng nói của mình làm cái truyền thông chính thức của Theon Online, để cho các bạn biết được Nghiêm Chúa trong giai đoạn này cái tâm trạng nó cũng rất là lẫn lộn, nó cũng rất là áp lực từ nhiều phía, các bạn hiểu không? Đó, nên nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì thôi kệ, nó cũng cố gắng duy trì tập luyện vì một tương lai ngày mai trời đã sáng. Hy vọng là Việt Nam mình sẽ sớm vượt qua được Covid và chính phủ cho mở cửa sớm hơn, để các ngành nghề kinh tế trong xã hội nó hoạt động nó trơn tru, để mỗi người tự cứu lấy mình và đồng thời cứu lấy một cái xã hội, cứu lấy một nền kinh tế Việt Nam đang phát triển trong giai đoạn vừa qua. Cũng rất cảm ơn các bạn theo dõi live stream. Bây giờ mời các bạn sơ sơ qua những cái giai đoạn tập luyện của Duy Nguyễn nha. Như đơm bèo không rời xa ra đời, và cuộc đời này không đánh mất được người. Cạnh gym bao chiều thề hẹn bay cao, cùng nhau quát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ gym mơ. Cuộc sống thương tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mong. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.